Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, phó chủ nhiệm khoa dinh dưỡng, bệnh viện 108 cho hay, lá gan là nhà máy hóa chất, cơ quan thải độc của cơ thể gan chuyển hóa chất đạm, béo, bột đường thành các axit amin cho cơ thể. Ở gan có khoảng 50 dạng quá trình chuyển hóa. Tổng mính của gan có thể đe dọa tới tính mạng. Khi gan bị tổn mính, quá trình chuyển hóa sẽ sản xuất hiện các hóa chất trung gian dở dang. Những hóa chất này sẽ là chất độc cho cơ thể, khiến cho cơ thể mệt mỏi. Tổn mính gan ở mức độ nặng hơn sẽ dẫn tới rối loạn chuyển hóa và tử vong. Để giúp cho gan khỏe mạnh, dưới đây thầy thuốc Phú đưa ra một số lưu ý như sau. Nên uống nhiều nước. Bác sĩ Phú cho hay, để cải thiện chức năng gan, người chơi phải uống nhiều nước, vì nước có thể tăng tốc độ thảo luận chất của cơ thể con người, do đó độc tố có thể được bài tiết càng sớm càng tốt thông qua việc uống nước. Vì gan là cơ quan giải độc, và nếu người chơi uống nhiều nước hơn, nó sẽ giúp gan giải độc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi cơ thể được cung cấp nhiều nước, quy trình loại bỏ tiến ra nhanh hơn, các độc tố có thể được bài tiết nhanh hơn, từ đó làm cho gan hoạt động dễ dãi hơn. Giảm stress. Chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối là cách bảo vệ gan hiệu quả. Stress là quân địch số 1 của cơ thể. Con người khó nhận ra tác hại của căng thẳng. Cortisol là một hormone stress được giải phóng vào cơ thể khi người chơi căng thẳng, lỏng lẻo tiến công các cơ quan và làm giảm chức năng các cơ quan cơ thể. Giảm căng thẳng là một biện pháp giữ cho gan khỏe mạnh. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của lá gan. Để tránh những biến chứng cho gan, cần bảo đảm thời gian ngủ và chất lượng tốt cho giấc ngủ của người chơi. Bác sĩ Phú khuyến, tốt nhất là lên giường trước 11 giờ tối, bảo đảm 11 giờ chìm vào giấc ngủ ngon, tạo điều kiện tối đa để khôi phục các chức năng của gan. Tập thể dục. Tập thể dục được khuyến khích vì nhiều lý do khác nhau. Đối với người thế hệ nắm đầu, thể dục giúp người chơi duy trì cân nặng khỏe mạnh. Thứ hai, thể dục đảm bảo các cơ quan khác như tim và não luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, thể dục có thể làm giảm căng thẳng. Theo thầy thuốc Phú, đồng đội dục sẽ tốt cho tất cả các cơ quan trong cơ thể, trong đó có lá gan. Từ bỏ thói quen xấu. Bác sĩ Phú cho hay, rượu là quân địch số 1 của gan, bởi vì rượu tiêu diệt tế bào gan nhanh chóng. Ngay cả một lượng bé dài rượu cũng đủ làm tổn mến gan. Ngoài rượu, thói quen hút thuốc lá không tốt cho gan của người chơi. Hút thuốc làm tăng nguy cơ nhiều dạng ung thư, trong đó có ung thư gan. Hút thuốc cũng liên quan mật thiết đến xơ gan. Ăn cân đối. Trong ăn uống để phòng các bệnh lý về gan, thầy thuốc Phú lưu ý, hầu hết những thứ chúng ta ăn phải đi qua gan. Gan phải loại bỏ độc tố và chuyển hóa các chất để cơ thể người chơi có thể hấp thu. Vì vậy, cơ chế ăn cân bằng giữa trái cây và rau quả, ngũ cốc, thịt và sữa đảm bảo cho cơ thể có nguồn dinh dưỡng thiếu yếu và cũng tốt nhất cho gan. Ăn uống lành mạnh để tránh thừa cân, do thừa cân làm tăng nguy cơ bệnh biểu bệnh gan nhiễm mỡ và có thể dẫn đến các biến chứng gan nghiêm trọng.